concentrate on the track, boy. Rồi mấy anh trai này ở Buôn Đôn Đắk Lắk nha anh em. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn đã vô ủng hộ nha. Rồi xin chào anh em. Máy bữa ngày Lovo của em chưa quay. Máy này em nhờ hợp đồng về Đắk Lắk nha, của anh Duy. Thì máy đang trong quá trình mới mở ra, bắt đầu tiến hành là bảo dưỡng. Đây. Đây ha. Rồi chào anh em nha. Bên đây là ngày mở ra xong của máy Đắk Lắk đây. Dàn chân cũng mới vừa mở tức thì luôn. Anh em đang cố gắng tranh thủ làm nhất có thể. Rồi bên này là tiếp tục mới thay mấy ăn lăng nè, mấy ăn lăng mới để vô luôn, nên còn lùi vậy. Sơn rồi xong. Cánh quạt cũng mới thay luôn. Khoan bọng này ha. Đây, đường sàn. Đi cụ roa. Rồi đây là cái hộp số mới của máy Đắk Lắk nha anh em. Em thay nguyên hộp số mới luôn. Để hồi khui ra cho anh em xem. Rồi máy giờ xong rồi nha. Em chuẩn bị hoàn chỉnh xong rồi giao máy luôn. Này máy về Đắk Lắk à. Rồi máy Đắk Lắk em mới về xong luôn. Bây giờ anh em đang kiểm tra lần cuối rồi sau đó là lên máy luôn nha quý anh chị. Đây. Rồi tiếp tục là một máy DC70 Blast về Đắk Lắk nha. Thì máy cũng bảo dưỡng xong hết rồi. Em có để phía sau anh em đón xem nha. Nay trời mưa nên cho nên hơi tối anh em thông cảm. Đây, Nam đi chiếc Gia Lai chứ Đắk Lắk luôn, hai chiếc luôn. Rồi, xong nha anh em. Máy lên nhanh gọn lẹ, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Chúc anh em luôn dồi dào sức khỏe nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á, thì mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem đó. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại, tất cả đều là máy nhập hết á. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy lướt được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc nữa thôi, cũng gần hết rồi, anh em có lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau này ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đánh tắt máy, anh gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.